Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 2018, nhân ngày tri ân tổ nghiệp của Hội Văn Nghệ Sĩ Sài Gòn, cũng nhân đó người làm nghệ sĩ ăn cơm tổ, cũng như là do tất cả khán giả trong và ngoài nước cũng ủng hộ và cũng chích ra để làm từ thiện trong buổi từ thiện ngày hôm nay, thì cho những người nghèo, những người già cô đơn, cũng như là trong mùa Trung Thu sắp đến thì Thầy và cùng tất cả anh em nghệ sĩ quan tâm chăm sóc đến những hộ khó khăn ở phường Phú Đông, quận 12. Và giờ phút này trước là các nghệ sĩ đến đây để dâng hương cúng tổ, sau là cũng biểu diễn cho quý vị, giao lưu với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Tất nhiên là cơn mưa lớn này là không phải là mưa, nhưng mà đây là mưa cam lồ để rưới cho tất cả quý vị, những người già, những người nghèo nơi đây, bệnh tật được tiêu trừ, mọi điều được an lành. Những người mà còn trẻ thì khốn khổ, và ngày hôm nay là rất quan hỷ được Hòa Thượng của Chùa Thiền Tôn quận 5 đã quan lâm về đây. Đó là cái điều quan hỷ mà nãy Hòa Thượng có nói đó quý vị. Chúng ta làm cái gì cũng có phước hết á. Chúng ta trúng số là cũng do nhiều phước, nhiều đời chúng ta tạo ra. Và chúng ta hãy biết rằng đừng bao giờ như Hòa Thượng cũng nãy đã nói, Hòa Thượng nói rằng đánh bài, đánh đề gì đó, thì Hòa Thượng hồi nãy cũng đã nói, thì quý vị chúng ta cũng nghe Hòa Thượng đã nói. Và ngày hôm nay thì Thầy xin mời Bằng Cường sẽ giao lưu với bà con trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin bà con cho chân vô tay. Và sau đây thì Bằng Cường sẽ gửi đến tất cả quý Phật tử một bài hát rất là hay của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc với tựa đề Và Con Tim Đã Vui Trở Lại.
được thứ tha. Chuyện tình yêu đêm trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới. Sau đây thì sẽ mời quý cô bác cùng tất cả quý vị cùng thưởng thức một giọng ca rất là ngọt ngào của một người bạn đồng nghiệp với Hoàng Cường. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay cho ca sĩ Dương Hồng Loan. Xin cảm ơn ạ. Hay quá anh Cường ơi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, con xin kính chào quý thầy cũng như là tất cả quý vị Phật tử và cũng như quý bà con cô bác để chào thân thương và trân trọng nhất. Dạ. Hôm nay rất là có duyên lành được tháp tùng với các thầy để đi đến đây để trao những cái món quà rất là ý nghĩa. Và bây giờ thì Hồng Loan không có một cái món quà quý nào hơn bằng cái giọng hát. Hồng Loan xin được gửi tặng đến quý bà con cô bác một sáng tác cũng rất là dễ thương. Chắc có lẽ là nhạc phẩm này cũng đã được gia đình cũng như là tất cả mọi người đã rất là yêu thương và ủng hộ cho Hồng Loan trong suốt thời gian qua. Bây giờ thì cho phép Hồng Loan được hát để thể hiện ca khúc này trong ngày hôm nay, nhạc phẩm Áo Mới Cà Mau, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Xin mời gia đình cùng thưởng thức ạ. Quý vị Phật tử thật là nhiều sức khỏe và công việc luôn gặp nhiều thuận lợi may mắn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt ạ. Alo. Bây giờ đến cái phút là rất là ý nghĩa. Tuy chúng ta nhận những cái món quà này nó không ý nghĩa, nhưng mà bố thí pháp là một cái điều ý nghĩa đến chúng ta để có thể chúng ta giác ngộ điều gì đó của một bậc chân tu, chân sư của chúng ta. Thì giờ đây chúng con xin đe đầu cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chân Không, Viện Chủ Chùa Thiên Tôn, quận 5. Mời Hòa Thượng ạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư
sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Kính bạch Đại Đức Thích Ba La Mật, kính thưa quý nam nữ Phật tử, văn nghệ sĩ, quý vị mạnh thường quân, quý quan khách và toàn thể quý cô bác anh chị hiện diện. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 8 năm Mậu Tuất, đang ở trong cái tiết Trung Thu. Trăng rằm tháng 8 là một cái mùa trăng đẹp nhất trong cái năm. Và đó cũng là cái mùa lễ hội dành cho các cháu thiếu niên nhi đồng, và cũng là cái Tết đoàn viên của tất cả quý cô bác anh chị. Là trong một năm ngày xưa đó thì cổ nhân chúng ta có tổ chức nhiều cái cuộc lễ hội họp mặt gia đình, thân nhân, quyến thuộc, mà cái ngày Trung Thu là một trong những cái buổi họp mặt rất là quan trọng trong các gia đình. Cho nên cái ngày Tết Nhi Đồng hay gọi là Tết Trung Thu, cũng gọi là Tết Đoàn Viên. Tết Nhi Đồng vì cái đối tượng chính của ngày Tết này là trẻ em nhi đồng. Nó được ăn bánh Trung Thu, được rước đèn, được phá cổ, ăn kẹo, ăn mứt này kia. Và nó là nằm ở giữa mùa thu, cho nên gọi là Tết Trung Thu. Mà lại là cái ngày họp mặt quan trọng trong gia đình, cho nên gọi là đoàn viên. Đoàn viên là tức là sum họp vui vẻ trong gia đình. Và đặc biệt năm nay tại tịnh thất của thầy Ba La Mật đã trang nghiêm trọng thể tổ chức lễ quý kỵ báo đức tôn sư là cụ Trần Văn Ơn, pháp danh Từ Tô, là người có cái công đức rất lớn hướng dẫn đại đức xuất gia nhập đạo tu hành. Nhờ đó mà đại đức biết được Phật pháp, biết được cái phương hướng tu hành, biết lánh giữ làm lành theo lời Phật dạy. Và để tỏ lòng tri ân, nhớ đến cái công đức đó, đại đức hôm nay thiết lễ quý kỵ, tức là lễ dỗ. Và cũng là cái ngày lễ hiệp kỵ của các vị tổ nghiệp ngành ca hát, ca múa hát sướng, mà ngày xưa ta gọi chung là cái ngành cầm ca. Còn bây giờ thì mình phải diễn ra cho nó dễ hiểu, cho nó rõ ràng. Đó là ngành ca múa hát sướng, đờn trống. Đó, nói như vậy thì nó mới đầy đủ. Hồi xưa ta gọi là cầm ca. Với cái tinh thần Phật dạy là từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, nhằm mang đến cái lợi ích an vui cho tất cả bà con nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn trong cái đời sống kinh tế, và cũng nhằm thể hiện cái tinh thần truyền thống tương thân tương trợ của dân tộc ta, đó là lá lành đùm lá rách, hoặc là bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một vàng. Chúng ta cùng sống trên mảnh đất thân yêu chữ ít của đất nước Việt Nam đó, đó giống như là một vàng. Trong đó có người nhờ nhiều kiếp tích nhất, tích đức tu nhân, cho nên sinh ra trong cái gia đình quyền quý cao sang, có tiền, có của. Và đó, rồi đó cũng bên cạnh đó cũng có những cái người lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn đó.
với cái tinh thần tương thân tương trợ, san sẻ giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau, thì quý Phật tử, văn nghệ sĩ thành phố cũng như các vị Phật tử hảo tâm, các vị nhà doanh nghiệp, các vị mạnh thường quân, theo cái lời kêu gọi của Đại Đức Ba La Mật, cho nên quý vị đã mua sắm những cái phần quà. Quý vị thấy là mì ha, rồi gạo, rồi bánh trung thu, rồi những cái thực phẩm khác, là để chia sẻ đến quý bà con cô bác. Cái phẩm vật về cái giá trị vật chất á, thì không nhiều, nhưng nó nói lên một cái tấm lòng hết sức là to lớn của Đại Đức Ba La Mật và quý Phật tử hảo tâm đã hoan hỷ ủng hộ cái chương trình từ thiện này. Đề nghị quý cô bác chúng ta cho một tràng pháo tay hoan nghênh đi. Thưa quý cô bác anh chị, ở trong kinh Phật dạy chúng ta là giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Nghĩa là dầu trải qua trăm ngàn kiếp, việc đã làm không mất, nhân duyên khi hội đủ, quả báo mình phải nhận. Nghĩa là chúng ta đó đã tạo ra những cái hành vi, lời nói hay là cái suy nghĩ như thế nào, hoặc thiện hoặc là ác, nó đều kết tập thành ra một cái chủng tử. Và khi cái nhân duyên á, nó hội đủ thì nó sẽ phát sinh ra cái kết quả. Cái kết quả đó có thể là tốt nếu chúng ta khéo trồng cái duyên lành, gieo cái nhân lành. Như là ăn chay, niệm Phật, lánh dữ, làm lành, hiếu thảo với cha mẹ, siêng năng, chăm chỉ làm ăn, đó là những cái nhân lành. Rồi nó sẽ đưa đến cái kết quả lành. Và ngược lại, nếu chúng ta thân, sát sinh, trộm cướp, tà dâm, khẩu thì nói lời thô ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời thiêu dệt, hay là nói dối nói trá, hoặc là tâm ý của chúng ta tham lam, sân hận, si mê, đó là những cái việc ác, thì nó sẽ dẫn dắt, nó đưa đến một cái quả báo không tốt. Đó. Vì vậy cho nên cái người Phật tử chúng ta làm cái việc gì á, cũng phải suy xét, cân nhắc, cẩn thận. Người xưa có dạy là hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị nhờ đạo đức. Qua cái lời đó, chúng tôi xin được nhắn nhủ đến quý cô bác anh chị. Chúng ta dù ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào, thiếu thốn như thế nào, nhưng chúng ta cũng phải giữ gìn cái viền mối đạo đức tốt đẹp của ông bà chúng ta. Chúng ta không nên làm một cái gì sai trái về mặt luân lý đạo đức, và nhất là vi phạm pháp luật. Chúng ta vi phạm pháp luật là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Vì các cơ quan bảo vệ pháp luật họ sẽ xét xử chúng ta. Đó là một cái điều rất là phiền phức. Và chẳng may chúng ta vướng vào một cái án gì đó, thì coi như chúng ta sẽ rất khó khăn, trở ngại cho công ăn việc làm của chúng ta về sau. Và nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm và cái bước tiến của con cháu của mình. Vì vậy cho nên là một phụ huynh đó, là
bậc làm cha mẹ, là ông bà, chúng ta phải đạo đức mẫu mực để nêu cao cái tấm gương cho các con các cháu nói riêng và giới trẻ nói chung, để chúng nó noi theo, thực tập theo để trở thành người tốt, có hữu ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Có như vậy thì gia đình chúng ta mới được êm ấm, xã hội chúng ta mới được an ninh trật tự. À, mà muốn được như vậy á, thì quý Phật tử á, chúng ta có điều kiện á, là chúng ta nên phát tâm quy Tam Bảo và giữ gìn năm giới. À, thì quý Phật tử đây, quý cô bác anh chị đây có cái nhân duyên với Đại Đức Ba La Mật, chúng ta có thể phát tâm quy y với Đại Đức để trở thành người đệ tử chân chính của Tam Bảo, của Phật, của Pháp, của Tăng, và phát nguyện thọ trì ngũ giới, tức là giữ gìn năm cái giới cấm của Đức Phật. Đó là không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, tức là không có quan hệ bất chính, không nói dối, không uống rượu, không sử dụng các chất gây nghiện. Đó là năm cái điều đạo đức căn bản mà Đức Phật dạy người Phật tử tại gia phải thực hiện cho nghiêm túc. Và chính đó là cái nhân lành để chúng ta có được một cuộc sống an vui trong hiện tại, và mai sau chúng ta mệnh chung mãn phần thì chúng ta được tái sinh trở lại làm người. Và không phải sinh vào trong một cái gia đình thường thường đâu, mà sinh vào một cái gia đình nhân đức, phú quý, giàu có, quyền thế, nhờ cái công đức giữ gìn tam quy ngũ giới. Hôm nay quý cô bác anh chị có cái nhân duyên thù thắng với Đại Đức Ba La Mật, và quý anh chị em Phật tử, văn nghệ sĩ Phật thành phố, phải nói rằng đó là một cái nhân duyên thù thắng. Thì chúng tôi xin được thay mặt quý vị đó chúc cho tất cả quý cô bác anh chị được mạnh khỏe, trường thọ. Người lớn thì có công ăn việc làm tử tế, các cháu nhỏ thì dễ nuôi, dễ dạy, học hành tiến bộ. Cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mời quý cô bác chúng ta đứng dậy để hồi hướng rồi cái nhận quà ha. Chương trình nhận quà còn gì nữa không? Hết rồi ha, vậy được rồi, vậy ấm cúng rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay mặt cho 100 người khó khăn tại phường Phú Đông, quận 12 cảm niệm công đức Hòa Thượng đã vì đường xá xa xôi đã đi đến quận 12, đã có một cái bài chia sẻ, tuy nó ngắn nhưng mà nó ý nghĩa vô cùng. Thầy đã nói rồi, chúng ta đôi lúc chúng ta đem gạo mì về ăn cũng hết, nhưng mà đôi lúc Hòa Thượng nói những cái lời của một bậc chân tu, và Ngài đã hy sinh vì đạo, đã vì chúng sanh, và ngày hôm nay Ngài đứng đây trong 15 phút Ngài không ngồi, nhưng mà Ngài vẫn đứng để thể hiện cái sự tôn trọng quý vị và để nói những lời ý nghĩa đến quý vị. Thì mong rằng quý vị chúng ta sẽ hiểu ít hoặc là nhiều, mỗi người sẽ giác ngộ và cố gắng làm những việc tốt. Và ai chưa quy y nên phát tâm quy y ở những ngôi chùa gần nhất, và để chúng ta có được cái tự tâm trong chúng ta. Tại vì cuộc đời rất là vô thường, nó đến với chúng ta cũng là vô thường. Ngày hôm nay chúng ta sống, ngày mai chúng ta lại chết, chúng ta không nói được điều gì cả. Và ngày hôm nay là con rất là hoan hỷ có Hòa Thượng chứng minh cho chúng con.
Và chúng con thành tâm một lần nữa cảm ơn Hòa Thượng. Xin lần cuối cùng xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong và ngoài nước, cũng như Phật tử Bùi Kim Phụng, Phật tử Bùi Thị Anh Đào, Phật tử Phật tử Phan Vĩnh Phát và tất cả những Phật tử đã cùng đồng hành, cũng như các Phật tử nghệ sĩ trong nhân ngày tổ nghiệp, ca sĩ Hồng Bằng Cường, ca sĩ Hồng Cường, ca sĩ Dương Hồng Loan, vân vân, đã cũng đến đây để thắp hương tổ và đã giao lưu với bà con cô bác nơi đây, và cũng đã phát quà, gửi tịnh tài tịnh vật để đến đây để phát. Quý vị biết rằng đáng lẽ là theo cái lịch trình là chỉ phát cái bánh trung thu bình thường thôi, nhưng mà vì cái hạnh nguyện của người xuất gia và cái hạnh nguyện của một cái người bình thường đi nữa, chúng ta muốn ăn ngon, nhưng rồi cái người nghèo họ cũng muốn ăn ngon như thế, thì cái kinh phí mà nó phát sinh ra là từ bánh trung thu. Tại vì mới đầu thì chỉ quyết định là bánh trung thu bình thường thôi, nhưng mà thầy nói với bên hội là thôi làm luôn bánh trung thu kinh đô. Và ngày hôm nay rất là vui mừng là trời độ cho ngày hôm nay cái buổi phát quà này nó được thuận ý, và có được Hòa Thượng đến đây để giảng pháp, một cái điều rất là may mắn vô cùng, và rất là con rất là xúc động. Và Đức Phật luôn gia hộ cho những người chân thành, thì ngày hôm nay nói thật là ngày hôm nay là một cái buổi lễ rất là ý nghĩa để gia hộ cho Phật tử Trần Văn Ơn, pháp danh Từ Tô, Phật tử Bùi Văn Tâm và Phật tử Nguyễn Văn Kiều, là nhân ngày quý kỵ trong tháng 8 này sẽ hồi hướng công đức này. Nhờ vào công đức này mà ba Phật tử được giảng sanh về nơi an lành cõi Phật hoặc tái sanh luân hồi làm người tử tế. Giờ đây cũng xin cảm ơn quý vị đã nhín chút thời gian để nghe buổi pháp, và thầy cũng chia sẻ một chút lọc của Phật để gửi đến bà con tại nơi đây. Xin chân thành cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
là phù du. Ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đáng có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi, thì xin đừng còn tính thiệt hơn. Đời như giấc mơ, được mắt ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, chuyện thế sự nơi chân gian. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếc muôn phiền, chuyện thế sự nơi.